bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Anh muốn mình là người sẽ luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho em, không phải là người chỉ biết cột chặt em thôi đâu. Em lại khóc nữa rồi đó. Biết sao không? Em cứ giả vờ như là mình đang mạnh mẽ, nhưng mà em lại đang khóc giống như đứa trẻ vậy đó. Nếu như chẳng may em không muốn trở lại chỗ đó chút nào hết, nếu như em chỉ muốn ở bên cạnh anh thay vì quay trở lại ký túc xá, như vậy có phải là phụ nữ dễ dãi quá không? Đơn xin thôi việc. Tôi rất ghét cái này, nhưng đó là một cơ hội tốt nên tôi không cản cô. Tôi thực tình rất biết ơn viện trưởng à. Được rồi, cô nhớ hãy bảo trọng. Bác sĩ xong. Nghe nói cô thôi việc sao? Dạ. Cô cũng rời bỏ tàu y tế luôn sao? Dạ. Cô có điều gì muốn nói cho tôi không?
Tôi có cảm giác mình không thể làm được. Chuyện gì vậy? Giữ kín một bí mật. Tôi cũng biết chắc rằng quản lý Chu sẽ nói hết mọi chuyện cho chị biết. Cho dù nếu quản lý Chu không nói, bác sĩ Song cũng phải đối với tôi, phải làm vậy thôi. Xin chị đừng nói với ai hết. Không nên để cho ai biết về chuyện của tôi. Cô định đi đâu? Đi Anh Quốc. Bác sĩ Song à? Y tá trưởng cứ nghĩ rằng đó là nơi tôi sống. Sao cô phải làm như vậy? Sao cô lại vô lý đến như vậy chứ? Y tá trưởng đã nói đúng rồi. Love is everything. Tình yêu là tất cả mà. Chắc chắn là vậy. Tôi đang hẹn hò với một người. Chỉ nghĩ về anh ấy thôi đã làm tay chân của tôi bủng rủng. Tim của tôi còn luôn đập liên hồi ở đây. Bầu trời thì có màu xanh, bờ biển cũng thật xinh đẹp. Ngay đến những loài cỏ dại mọc bên đường cũng thật xinh tươi. Tất cả là vì tôi đang đồng bước cùng anh ấy. Khối ung thư đang phát triển trong thân thể tôi là một dạng rất khó trị. Nếu như nói gì càng đến phổi thì tôi sẽ chết. Cho dù nếu tôi còn sống thì tôi sẽ bị mất đi đôi bàn chân. Bác sĩ Song à, tôi chỉ muốn anh ấy nhớ về những điều tốt đẹp vì tôi. Tôi không muốn ở bên cạnh anh ấy nếu không xinh đẹp và khỏe mạnh. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi khi tôi đang ở trong tình trạng khổ sở. Đừng như vậy bác sĩ Song. Tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng đè lên đôi vai của anh ấy. Cho dù lúc chưa có tôi, anh ấy cũng đã đủ khổ. Chị có biết tại sao không? Tôi đã không muốn bắt đầu chuyện này rồi, khiến anh ấy nặng gánh thêm nữa. Đó chính là lý do tôi đã hẹn hò giúp cho anh ấy giảm bớt gánh nặng. Ít nhất là khi anh ấy ở với tôi, tôi chỉ muốn anh ấy không lo nghĩ gì. Cho nên tôi mới bắt đầu. Tôi đã nghĩ rằng đây là cách tốt nhất. Cô ngầu thật. Tôi muốn ngầu vậy. Đồ cứng đầu. Trước giờ vẫn vậy mà. Em không chọn chiếc xe buýt ngày đầu tiên anh dùng để đến tàu y tế sao? Em không thể chọn ngày được. Đây là lịch trình của họ cho nên em phải đi theo. Em còn không tới nửa ngày để khởi hành cho kịp hội nghị mà. Họ muốn gặp em trước khi em rời khỏi đây. Anh hiểu mà. Em tới nơi nhớ gọi điện cho anh liền nha. Ừ. Em lên xe đi, trời lạnh lắm.
Tạm biệt anh. Em chia tay kiểu gì vậy? Em phải nói là gặp lại em sau, hoặc là nhớ chờ em nha. Sao em lại nói tạm biệt, cứ như là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Em nói vậy sao? Đừng nói vậy nữa nha. Ừ. Lên đi. Nhớ gọi điện thoại cho anh nha.